Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe huyền thoại của Toyota, là Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8V màu 1K3, màu xám xanh, màu mới chỉ có trên Altis năm nay, và nội thất là nội thất màu đen. Em sẽ xin phép giới thiệu về nội thất, ngoại thất và những cái điều hay ho trên chiếc xe này. Và đồng thời trong video em sẽ giới thiệu với anh chị các phiên bản khác. Đây là một chiếc xe giao ngay bên em vừa mới được cộc từ Thái Lan về. Xe thì vẫn có những cái tấm dán màu trắng và những cái miếng dán bảo vệ xe khi đi qua cảng biển. Đầu tiên em sẽ đi một vòng xung quanh xe và cập nhật cho anh chị về cái thông tin chung của xe. Toyota Altis thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ở phiên bản 3 phiên bản năm 2022. Bản 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu, bản 1.8V có giá niêm yết là 765 và bản 1.8HV có giá niêm yết là 860 triệu. Sau 4 phiên bản thì theo dự đoán thì phiên bản 1.8V và 1.8HV sẽ là phiên bản bán chạy nhất, bởi vì là phiên bản V này thì chênh so với cả phiên bản G có 42 triệu thôi, mà cái trang bị nó được hơn rất nhiều. Thì em sẽ giới thiệu về cụ thể chiếc xe này cho anh chị, một chiếc xe giao ngay bên em. Ở phần đầu xe đây thì như anh chị thấy logo là logo 3D, logo phụ trách cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm và bám cái xe phía trước RCC, giữ khoảng cách của xe phía trước đấy. Xe thì có trang bị hai cảm biến trước này, đèn thì là đèn bi LED. Trang bị đèn sương mù cũng là dạng LED. Ở thân xe thì có la răng phay xước với đường kính là 17 inch. Gương thì được trang bị là gương tự động rồi. Tự động khóa xe thì gương sẽ cụt. Còn mở ra thì gương sẽ tự động mở. Tay nắm cửa là cũng được trang bị tay nắm cửa thông minh. Khi mà chìa khóa mình đeo trên người, mình chạm vào cái nút khóa là cửa sẽ khóa, gương sẽ gập. Và khi mình đeo chìa khóa ở trên tay và chạm vào nút mở thì gương sẽ mở và cửa sẽ mở cho anh chị. Cái phiên bản này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 6,84 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Ở phía sau xe thì cụm đèn cũng là cụm đèn full LED và được trang bị là 4 cảm biến sau, cam lùi tất nhiên là sẽ có rồi. Một điều đặc biệt của chiếc xe này là cái anten của xe ấy là sẽ được trang bị ở in trên kính sau luôn, giống như xe Camry. Và một cái nữa cũng giống xe Camry là cái hệ thống treo sau sẽ được sử dụng hệ thống treo phụ thuộc giống như xe Camry, vận hành sẽ rất là êm ái theo cái trải nghiệm thực tế. Để em xem là nội thất chiếc xe này, là nội thất sẽ là màu đen. Xe thì được trang bị màn hình trung tâm rất lớn, có trang bị là Apple CarPlay không dây. Màn hình trung tâm cũng lớn này, em sẽ phép là ấn lên nhé. Màn hình trung tâm rất lớn. Có trên vô lăng có điều khiển giọng nói này, tăng giảm âm lượng, nghe gọi, phím điều khiển màn hình trung tâm. Và cái nút này ở bên này là cảnh báo tiền va chạm này và giữ làn đường. Màn hình trung tâm rất lớn, 10 inch. Và được trang bị là điều hòa tự động hai vùng, có nút điều chỉnh hướng gió cho cái hàng ghế thứ hai, phanh tay điện tử auto hold hơn cross rồi, thua cross cái cửa sổ trời này, cửa gió cho người ngồi đằng sau đây. Vâng, và đây là chiếc xe nội thất đen. Ngoài ra thì nó có trang bị thêm nội thất đen pha be nữa. Vâng, vừa rồi thì em giới thiệu anh chị về cái nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu 1K3, màu xám xanh, chiếc xe giao ngay. Thì anh chị nào cần nhu cầu em tư vấn về các phiên bản khác, những cái dòng xe khác, về các vấn đề về xe của Toyota thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.